Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Mình tin chắc là cũng có rất nhiều bạn đặt câu hỏi với mình là giữa iPhone 10S Max với cả Galaxy Note 10 cộng bây giờ thì con nào ngon hơn, con nào tốt hơn. Bài so sánh này sẽ chỉ mang tính chất gọi là tham khảo dành cho các bạn mà thôi, bởi vì nếu mà nói cho đúng ra thì iPhone 10S Max đã có tuổi đời là 1 năm rồi. Thì nếu như so sánh với một sản phẩm mới ra năm nay thì nó cũng hơi sai sai một vài thứ, đặc biệt là công nghệ các thứ. Thế nhưng bởi vì chúng ta vẫn chưa có iPhone mới ra, nên bây giờ 10S Max vẫn là chiếc điện thoại xịn nhất của Apple bây giờ. Vậy nên là hơi kệ, cứ mang ra so sánh. Và đặc biệt là bây giờ cái mức giá của hai cái sản phẩm này thì mình thấy nó cũng tầm tầm nhau. Ví dụ như iPhone 10S Max nó vào khoảng tầm 27-28 triệu gì đó. Trong khi đó với chiếc Galaxy Note 10 cộng này thì mức giá niêm yết của nó vào khoảng 27 triệu. Vẫn biết là Note 10 cộng đặt cọc rồi sẽ được trừ rất nhiều tiền vào giá bán, nhưng mà thôi kệ, cứ lấy giá niêm yết vậy. Nói chung là so sánh 10S Max với cả Galaxy Note 10 cộng nhá anh em nhá. Đầu tiên, thiết kế bên ngoài Galaxy Note 10 cộng ngon hơn. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì nó to hơn này, nó mới hơn này, và đặc biệt là viền nó mỏng hơn này. Nhìn từ mặt trước các bạn cũng có thể thấy viền hai bên thì sổ 10S Max tuổi gì so với cả Galaxy Note 10 cộng. Galaxy Note 10 cộng mỏng hơn rất là nhiều, thậm chí cả bên dưới là thứ mà iPhone luôn luôn rất là tự hào, thế nhưng mà nó vẫn dày hơn so với là Galaxy Note 10 cộng. Thế nên là khẳng định luôn là phía mặt trước nhìn Galaxy Note 10 cộng sexy hơn và đẹp hơn rất là nhiều so sánh với cả là iPhone 10S Max. Đặc biệt là với cái phần tai thỏ thì mỗi người một gu khác nhau. Mình thì mình không thực sự thích tai thỏ cho lắm, và cái camera nhỏ nhỏ xíu xíu xinh xinh như thế này thôi thì đối với nhiều người cũng sẽ gọn gàng hơn so với cả một đống tai thỏ như thế này. Nhưng mà cái này nó phụ thuộc vào gu của các bạn thôi, mình cũng không phản ánh nhiều. Rồi, quay lại phía mặt lưng đi. Trời ơi, màu Aurora Glow này của Note 10 cộng đỉnh đừng có hỏi luôn. Và 10S Max thì thậm chí mình chán quá mình phải dán da luôn, nhìn cho nó buồn các bạn ạ. Đấy, dán da và khác thì nó cũng đặc biệt hơn, ấn tượng hơn rất là nhiều. Ngầu không? Đây, miếng dán Spider-Man phiên bản đặc biệt đấy, mình đặt riêng ấy. Thì đấy, mặt lưng camera đều đặt dọc này. Đấy, Galaxy Note 10 cộng cũng đặt dọc, lại có thêm một cái camera TUF. Nói chung nhìn mặt lưng của hai sản phẩm này thì mình thích Note 10 cộng hơn là một cái điều, đấy là nó phẳng và nhìn nó có một vẻ gì đấy nó khác biệt, nó lạ lạ một chút. Màu thì rất là đẹp rồi, nhưng mà cái kiểu thiết kế, những vị trí sắp xếp các thứ như thế này thì cũng ok, cũng không có điều gì để phàn nàn quá nhiều. Logo Samsung hay những cái dòng chữ thông tin phía bên dưới in cũng khá là khéo. Nên là chung mình đánh giá mặt lưng của Galaxy Note 10 cộng cũng đẹp, đẹp hơn so với iPhone 10S Max. Đặc biệt là với cái thiết kế mà nó vuông vức nam tính mạnh mẽ như thế này á, thì nhiều người cũng sẽ đánh giá cao hơn so với cái thiết kế kiểu bầu bầu tròn tròn như là trên con iPhone 10S Max. Cái này nó phụ thuộc vào gu, nên là mình sẽ dừng cái phần thiết kế bên ngoài ở đây nhá. Nói đến màn hình thì không có cửa để so sánh màn hình của iPhone 10S Max so sánh với cả Galaxy Note 10 cộng. Thứ nhất là về cái độ to, một bên là 6,5 inch, một bên là 6,8 inch. Như khi đặt cạnh hai cái máy lại với nhau thì các bạn cũng có thể thấy là cái không gian hiển thị rồi mọi thứ trên Galaxy Note 10 cộng nó ngon hơn so sánh với trên iPhone 10S Max đến mức độ là như thế nào. Rồi chưa kể nữa là với màn hình lớn hơn như thế thì xem phim, trải nghiệm một nội dung các thứ cũng thoải mái hơn. Một bên thì là camera đục lỗ, một bên thì là tai thỏ, mỗi người một gu khác nhau. Rồi về khả năng hiển thị thì một bên là Dynamic AMOLED độ phân giải 2K+, một bên thì là chỉ trên Full HD cộng một chút mà thôi. Nó cũng sử dụng cái tấm nền OLED sản xuất bởi Samsung, nên là cũng không có điều gì phản nàn. Có chăng thì với cái màn hình của con iPhone 10S Max nó được cân chỉnh lại một chút, và chúng ta cũng có một tính năng nó gọi là True Tone. Đây là một cái tính năng mình luôn luôn bật để mà nó cân bằng màu sắc trong nhiều môi trường khác nhau tốt hơn. Thì cái tính năng đấy bạn nào thích thì ok, còn nếu bạn nào không thích thì mình nghĩ là tắt nó đi, thì màn hình nó sẽ đỡ bị ám vàng. Đó. Thậm chí trên con Galaxy Note 10 cộng này của mình thì mình cũng bật cái chế độ màn hình là tự nhiên để cái màu sắc được cân bằng tốt hơn. Tuy nhiên nếu bạn nào thích rực rỡ có thể bật lên chế độ sinh động, trải nghiệm thực sự rất là đã, đẩy tông màu rực rỡ lên rất sướng luôn, xem phim đừng có hỏi luôn. Và kiểu màn hình cong như vậy thì Galaxy Note 10 cộng nhìn mặt trước nó cũng sexy hơn, ấn tượng hơn. Thế nhưng mà dùng màn hình cong thì mình biết là không phải bạn nào cũng thích, nên đây cũng là một thứ mà các bạn có thể cân đối một chút nha. Rồi, hiệu năng với Exynos 98, 25 và 12GB thì rất mượt, rất nhanh và cũng không có điều gì để phàn nàn về cái hiệu năng sử dụng thực tế của Galaxy Note 10 cộng cả. Còn với iPhone 10S Max thì với Apple A12 và 4GB thì có lẽ là cái sản phẩm này các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng cái việc đấy là nó có bị chậm hay không, nó có bị lag hay không. Không bao giờ phải lo lắng những cái việc như thế. Có chăng là một bên chạy iOS, một bên chạy Android với sự tùy biến của Samsung gọi là One UI thì nó lại phụ thuộc vào gu thôi. Bản thân mình đánh giá thì mỗi cái có một cái hay, và so sánh giữa hai cái nền tảng này thì mình không nói là cái nào tốt hơn cái nào.
iOS có những cái hơn, ví dụ như app, ví dụ độ mượt, ví dụ như cái vấn đề nâng cấp các thứ. Nhưng Android với BunnyUI thì nó cũng có cái hay, ví dụ như là khả năng tùy biến này, theme này, sử dụng file này, nói chung là nhiều cái lắm. Mỗi cái có một cái hay riêng khác nhau, mình cũng sẽ bỏ qua luôn cái vấn đề này. Lưu ý thêm một chút nữa, đấy là nếu như các bạn mà muốn chơi game thì iPhone 10S Max sẽ cho trải nghiệm game tốt hơn. Cụ thể về cái khả năng chơi game của Galaxy Note 10 cộng như thế nào thì mời các bạn xem một cái video sắp tới trên kênh, mình sẽ test thật kỹ về rất nhiều những cái tựa game quen thuộc để các bạn có thể thấy một cách kỹ hơn. Camera cũng là một thứ mà mình đánh giá là Galaxy Note 10 cộng làm tốt hơn so với iPhone 10S Max. Cái đầu tiên chính là cái camera selfie đi. Camera selfie của Galaxy Note 10 cộng, nếu như các bạn tắt bỏ những chế độ làm đẹp thì chi tiết lên rất tốt, có khả năng autofocus và góc nó cũng rộng hơn một chút so với iPhone 10S Max. Còn đối với cái camera chính thì với Note 10 cộng các bạn có góc thường, góc tele, góc rộng. Và riêng với cái góc rộng thì nó cũng đã là một cái điểm cộng hơn so sánh với cả iPhone 10S Max rồi. 10S Max thì có một cái mình đánh giá rất cao đấy, khả năng quay video, thu âm, mọi thứ đều rất là ok. Thế nhưng với những cái tính năng được bổ sung trên con Galaxy Note 10 cộng ở khả năng quay video, đặc biệt là siêu chống rung ấy, thì nó cũng là một cái gì đấy rất là đáng gờm nếu như so sánh với cả iPhone 10S Max. Và để mua một chút nhé. Ok, chào mừng các bạn đã đến với cái video test này của mình. Một bên là Galaxy Note 10 cộng, một bên là iPhone 10S Max. Thì cái video này mình cũng sẽ thử cho các bạn luôn. Đây, ánh sáng rất là đều, bên này phả sang và bên này thì hơi tối một chút, nên là các bạn sẽ có thể thấy được cái sự cân bằng màu, cân bằng ánh sáng giữa hai cái máy này nó là như thế nào. Mình cũng sẽ test luôn một cái đoạn thu âm để các bạn có thể thấy là mic của bên nào ngon hơn. Cái này thì mình sẽ chỉ quay chế độ bình thường thôi. Galaxy Note 10 cộng sẽ có thêm cái siêu chống rung, nhưng mà bởi vì iPhone 10S Max không có nên mình cũng sẽ không demo. Và bây giờ mình sẽ tắt đèn, bây giờ sẽ chỉ còn ánh sáng từ cái máy tính nó phả vào thôi. Đó, nó sẽ phả vào mặt mình. Thì bên nào sáng hơn cũng Note 10 cộng chắc chắn sẽ sáng hơn. Tại vì iPhone chưa bao giờ là có một cái điểm mạnh ở cái vấn đề quay phim buổi tối cả. Đó, và các bạn đã thấy chưa, lấy nét này, đưa lại gần này. Ờ, đưa ra xa, có lấy nét được không? Được. Ủa, vẫn được à? Nghiêng. U. À, bật đèn lại này. Ờ, cân bằng màu sắc chuẩn không? Nhanh không? Đó, và các bạn nghĩ sao về khả năng quay phim của cả hai cái máy này? Thực sự mà nói thì đều rất là ngon. Tiếp theo là pin đi. Pin của iPhone 10S Max mình đánh giá khá tốt, 3.174 mAh. Nhưng mà thực sự nếu như so sánh với cả con Galaxy Note 10 cộng này ở khoản pin thì nó là lên tới 4.300 mAh cơ. Nếu như các bạn sử dụng thông thường Facebook, lướt web, chat chít thì chắc chắn là Note 10 cộng sẽ cho thời lượng pin tốt hơn. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng hỗn hợp nhiều ứng dụng các thứ, nhiều ứng dụng chạy nền á, thì iPhone 10S Max nó vẫn tối ưu cái ứng dụng chạy nền tốt hơn và nó ăn phần trăm pin nếu như các bạn không dùng á, nó tốt hơn một chút so sánh với cả Galaxy Note 10 cộng. Thế nhưng có một cái vấn đề đấy là dùng thì bây giờ hầu như ai cũng dùng trong một ngày, và pin thì cả hai dòng này đều đáp ứng tốt trong vòng một ngày dành cho các bạn nên cũng không phải đắn đo quá nhiều. Có chăng thì nó chính đến từ vấn đề sạc pin. Con này hỗ trợ Power Delivery 2.0 với tổng công suất là 18W. Con này hỗ trợ tối đa lên tới là 45W. Và sạc nhanh của iPhone, nó gọi là sạc nhanh thôi nhưng nó vẫn thực sự không nhanh. Trong khi đó với sạc nhanh của Galaxy Note 10 cộng thì nó rất là kinh khủng. Mình đang cố gắng mượn cái cục sạc 45W để về mình chia sẻ đến cho các bạn về cái tốc độ sạc rất là kinh khủng của con Galaxy Note 10 cộng này. Chỉ thay đổi cục sạc từ 15W lên 25W là cái cục sạc tặng kèm bên trong con Galaxy Note 10 cộng này mà nó đã khác biệt quá nhiều về thời gian sạc luôn dành cho các bạn. Chỉ tầm khoảng hơn một tiếng một chút là nó có thể sạc đầy được viên pin này mà thôi. Nó nhanh hơn rất nhiều so với iPhone 10S Max. Rồi hãy nói đến những cái thứ khác đi. iPhone 10S Max thì có Face ID. Đó. Trong khi đó với Samsung Galaxy Note 10 cộng thì nó sẽ là Touch ID ở bên trong màn hình và nó là dạng siêu âm cực kỳ nhanh. Và chúng ta cũng có thể kích hoạt được cái tính năng mở khóa bằng khuôn mặt, nhưng mà sử dụng camera này nó sẽ không bảo mật giống như là Face ID của 10S Max. Thì đây cũng là một thứ mà các bạn cũng sẽ phải cân đối trong quá trình mà các bạn sử dụng. Cả hai sản phẩm này thì đều có kháng nước này, cả hai sản phẩm này đều có loa stereo nghe rất đã này, cả hai sản phẩm này đều bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm rồi này. Và đó là những thứ mà thực sự các bạn cũng sẽ phải chấp nhận mà thôi. Và sẽ quá thiếu sót nếu như nói về Note lại không nói đến cái bút S Pen. Thế nhưng mà mình lại không muốn mang ra để mà so sánh, các bạn biết vì sao không? Tại vì iPhone đâu có bút S Pen đâu, iPhone đâu dùng Apple Pencil đâu. Thế nên rõ ràng luôn, nếu mà xét về cái giá trị sử dụng phục vụ cho cái công việc ạ, thì Galaxy Note 10 cộng vẫn hơn so sánh với iPhone 10S Max. Vậy nên có thể các bạn cũng sẽ thấy là nếu như so sánh một cái iPhone với cả một cái Note thì nó khá khập khiễng một vài thứ.
đặc biệt là cái bút S Pen. Thế nên nó cũng lại phụ thuộc vào cái nhu cầu chính của bạn mà thôi. Các bạn nếu chọn iPhone, các bạn sẽ có một cái thiết bị với thương hiệu chung cũng sang chảnh, tìm phụ kiện dễ đừng hỏi luôn, màn hình thì không bị cong, tìm dáng cường lực cũng dễ đừng hỏi luôn. Rồi là Face ID ngon, màn hình thì cũng đẹp, máy cực kỳ mượt, các bạn không bao giờ phải lo nghĩ đến việc nó có lag hay giật hay không, game cũng có thứ bét lè nhè, rồi nó quay video cũng ok. Bên cạnh đó thời lượng pin đủ dùng và nói chung là hỗ trợ cập nhật về lâu về dài thì iOS nó vẫn luôn thực sự rất là vô địch rồi. Trong khi đó nếu như các bạn lựa chọn con Note 10 cộng này, các bạn sẽ có rất nhiều cái mới, ví dụ như cái màn hình kiểu mới này, thiết kế vuông vức nam tính hơn, màn hình lớn hơn, sử dụng đã hơn, pin tốt hơn, hiệu năng cũng rất là mượt mà, 12GB mượt mà kinh khủng luôn. Có thêm cái bút S Pen để phục vụ cho công việc, nốt ghi chú, mọi thứ thú vị hơn. Camera cũng ngon hơn với cái góc rộng hay là cái khả năng selfie cũng ấn tượng hơn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Galaxy Note 10 cộng và iPhone 10s Max? Chiếc điện thoại nào sẽ hợp với bạn? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là cả hai sản phẩm này đều đang có mức giá khá là tốt tại Sellnet, tốt đối với những ai có điều kiện mà thôi. Khoảng 28 triệu. Và đặt trước thì sẽ nhận được rất nhiều phần quà kèm theo với Galaxy Note 10 cộng. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nha. Còn bây giờ thì bye.